cái iPhone này nó chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc, tức là multitask, và đây là cách mà nó thể hiện, không phải như ngày xưa nữa. Và từ đây các bạn có thể đóng các ứng dụng. Bây giờ mình mở tiếp các ứng dụng khác, nhấn về mình mở các ứng dụng khác tiếp. Các ứng dụng được quản lý kiểu như vậy. Để các bạn xóa đi hoặc các bạn sợ. Sợ thì nó về sạch bình thường rồi. Rất là hay hả?